Bảo quản đàn guitar là một công việc thường xuyên của bất kỳ guitarist nào. Chắc hẳn bạn đã từng lo lắng vì sợ đàn bị ẩm hoặc bị bụi. Và ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn bạn cách để có thể bảo quản đàn guitar thật là tốt. Dụng cụ quan trọng nhất để bảo quản đàn đó chính là những chiếc hộp cứng. Khi không sử dụng, bạn nên cất đàn trong hộp. Hãy cho thêm vài gói chống ẩm chung với đàn. Vì Việt Nam là đất nước có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nên việc bảo quản đàn rất quan trọng. Đàn guitar ở Việt Nam thường xuyên bị cong cần do khí ẩm. Đậy kín hộp đàn để bảo vệ và tránh các tác động của môi trường đến đàn. Kể cả guitar điện, bạn cũng bảo quản giống vậy các bạn nhé. Mong rằng bạn sẽ giữ gìn được tốt những cây đàn thân yêu. Hẹn gặp lại bạn ở những video lần sau.